Từ đầu năm đến nay, thị trường hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, giá các mặt hàng tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu không biến động nhiều. Mặt bằng giá cả cơ bản được kiểm soát, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống của người dân. Bình quân 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,36% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ, có 9 nhóm có chỉ số giá tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 8,13%. Hai nhóm có chỉ số giá giảm là nhóm giáo dục và nhóm bưu chính viễn thông.